Được rồi, chào các bạn, mình là Linh đây. Lâu lắm rồi mới gặp lại Diablo Elvis này. Nhưng mà ngày hôm nay sẽ khác anh em ơi. Mình sẽ làm một quả series cực kỳ dài với gần tất cả những loại vũ khí Elvis thời xưa anh em ạ. Với kết hợp theo gọi là được boost sức mạnh của Rubik. Đấy, ui 3 kill được 1900 được kìa. 100 lực SDK. Một viên một kill luôn mà. 3300 máu anh em ơi. Một viên Diablo mình có lẽ là mình sẽ vô hạt đạn ở đây rồi. Ok. Ui dồi ôi bạn ơi, đây đây. Ui dồi ôi. Má. Cái này anh em đừng nên kích hoạt nhé. Tức là kích hoạt thì nó sẽ chỉ tồn tại trong khoảng mấy giây, chắc là hơn chục giây thôi. Nhưng mà nếu anh em cứ để kệ nó kích hoạt thì nó sẽ bật gần như là xuyên suốt cả trận đấu anh em. Ui, một viên. Một viên chết luôn kìa. Và đây là sức mạnh của Diablo Elvis. Vô hạn đạn anh em ơi. Một viên này. Ôi dồi ôi. Bạn ơi cứ bình tĩnh bạn ơi. Đấy em thấy không? Cái màn hình của mình gần như nó cứ bật liên tục như này này. Là có lẽ là mình 12 kill rồi. Một khẩu Diablo được tăng sát thương thì nó sẽ như thế nào? Quá khủng khiếp anh em ơi. Chạy đi bạn ơi. Chạy đi bạn ơi. Ôi sao đây anh già bắn có vẻ ổn áp phết đấy chứ. Ok. Ôi tôi chết rồi. Một viên nó cháy các bạn. Ôi bắn đúng xe các bạn. Mệt quá. Ôi thế nào. Này. Lại nữa. Hôm qua mình đã không chơi để xe mà để mất đen gần chiến à. Ui phê chưa. Có một viên một mạng nha bạn. Để mà lực ATK kiểu về sau ấy nó còn tăng thêm nữa cơ. Một viên có hơn 3000 máu. Chết. Có đồ nhỏ là một phát chắc chắn chết đi được. Sao mà mình lưu níu nhỉ. Cảm xúc nó dâng trào quá. Không kìm hoãn được con thú trong người nhá. Mọi người đừng quên like nhá cho mình cảm nhận nhá. Và anh em thích series vũ khí tiếp theo là gì đây. Hôm nay mình sẽ cầm top 3 anh em. Top là những vũ khí huyền thoại sẽ được như thế nào khi mà được tăng sát thương, buff sức mạnh. Đấy. Cái Rubik này hay đúng ngày đấy. Mình có thể kết hợp rất nhiều vũ khí ngày xưa. Ngày xưa nó yếu nhưng mà khi mà có Rubik vào thì nó sẽ khác. À, phê. Rồi, cứ xong mấy một trận thì mình sẽ đổi vũ khí nhé em ơi. Anh em dự đoán xem vũ khí thứ tiếp theo của mình sẽ là cái gì đây. Ấy giả. Đúng mà. Ây da, mấy cái con què nào chứ. Phòng này cũng có nỏ hư anh em. Rồi, chúng ta sẽ đến với vị trí thứ hai. RBKS VIP. Đấy, vẫn là dòng gọi là huyền thoại của huyền thoại luôn. Để xem nào khi mà búp sát thương thì em nó có mạnh hay không đây. Dòng súng máy thì ở truy kích mình đặc điểm của nó luôn là phải cố gắng bắn bắt đầu anh em ạ. Ok quá, mình ga gãy chân luôn. Bây giờ thì chưa tăng sát thương nhá. Anh em để ý là mình sẽ bắn vào tầm khoảng hơn 100 máu thôi. Ủa đâu thế? Lúc nào mình cũng bị lùi vào đây nhé. Đùa non thật đấy. Cứ bị nó dí là kiểu gì cũng bị lùi vào. Này thì cận chiến này. Nào búp lên đây đi. Đây 500 máu vào đầu anh em ạ. Bằng quá. Ui hỏng rồi. Thế nhỉ? Chưa bắn được cái gì mấy nhỉ? Nó vẫn chưa tăng sát thương ta. Thôi xong mình bắn đi, nhìn buồn cười đấy. Nào, sấy. Ồ. Vẫn chưa được tăng à? Đâu, còn có bóng ma đây này. Đây, à lên lên. À chưa. Vẫn chưa tăng một kill này. U 200 máu rồi à? À đâu mình nó vẫn chưa tăng đúng không? Nó vẫn chưa tăng em ạ. Mình sấy luôn anh nhé, hôm nay mình sẽ không cận chiến đâu, mình test súng là chính thôi. Ui phê hết. Ok nó rơi này. Hay quá. Ôi đây rồi, tăng sát ui tăng sát thương vào đây. Ồ, tăng sát thương thì lên được 200 mấy các bạn.
và bắn vào đầu được hơn 700 máu. Không được mà có nó hư rác chưa. Khẩu này thì đánh giá là súng máy nó chỉ được như thế đấy anh em ạ. Như thế là nó gọi là quá mạnh so với bình thường rồi đấy. Hero 1 sao thôi, hero 1 sao thôi. Ui dồi, hero. Hero, ok. Ui dồi, thế còn que đâu, đánh ngáo thế nhở. Rồi, súng máy còn một loạt nữa các bạn. Rồi xem là tí nữa mình sẽ trang bị đốt này. Mình đang tưởng tượng xem nếu mà vào trang bị nhân loại vũ khí ngày xưa thì có cái combo gì mạnh mạnh tí nhở. Chắc là nếu mà đi cận chiến anh em ạ, hôm trước thì mình đi làm đi cận chiến là cầm, chắc là mình sẽ thử một clip cầm Destroyer đi cận chiến. Biết ôi, nó vẫn được boost sát thương lên như thế là cái tỷ lệ mà em cận chiến nó cũng dễ hơn rất nhiều nhá. Bởi vì còn cái này nó chỉ là yếu khi mà anh em cầm súng máy thôi, súng máy thì nó hơi yếu. Chứ còn là nếu anh em cầm shotgun hay là cầm những loại có khả năng cận chiến thì nó rất bá. Bây giờ mình sẽ trang bị thêm gì đây? Glissona. Được rồi, trùng quế của clip này, trùng quế của ngày hôm nay thì em sẽ được đua với Gatling. Cũng là dòng súng máy nhưng mà tuy nhiên thì số lượng đạn của nó kinh khủng hơn, nó bá đạo hơn nhiều anh em ơi. Tất cả nó thay đạn nhanh đấy, chứ là chắc là lo được. Đây, đầu game anh nhá, đầu game cũng hơn 100 máu thôi nhưng mà bù cái là em có cái số lượng đạn xả ra nó quá kinh khủng đấy. Đây rồi, ta sát thương rồi em ơi. Ui rồi, quái vật anh em ơi. Má, khủng khiếp quá. Né này. Bạn không phải sợ. Ô bạn ơi. Nào vào đây. Rồi ơi, mình lo được bạn ơi. Bắn đi. Trời ơi, cái này thay đạn lâu thế. Phê nhờ, xảy đúng sướng luôn đấy. Thay đạn lâu quá, quả này thay đạn kịp là ngon rồi. Thay đạn kịp là mình sẽ chết hết. Chỉ cần một giây thôi. Ôi dồi ôi, hai thằng nỏ hư anh em ơi. Tính ra cái nỏ hư mình cũng ngon đấy. Mình đang tính là cầm vũ khí rác rác. Nhưng còn nỏ hư để xem là búp sức mạnh thì nó sẽ như thế nào. Nó trở thành vũ khí siêu rác thôi. Đâu đây, bác con hàng này. Cay thế nhở, cái bọn nó hư đấy chứ. Đấy, anh em phải chửi chúng nó nhiều vào anh em. Ui. Này, nó hư. Nó hư, ây da. Cay thế nhở. Cay thật thế chứ. Mấy cái bọn nó hư này. Rác quá cái đài ra. Ok này, mình vẫn kịp này. Cay chưa? Thôi rồi, mình sẽ làm lại trận này anh em. Dòng thoát hết mẹ luôn. Giác vừa lờ. Úi dồi ôi. Chán. Cận chiến luôn. Cay thế nhỉ. Cận chiến luôn. Tăng nó đi. Cận chiến luôn. Không chết ta. Thôi tôi bị... Ôi tôi quên. Bấm me thì nó thành hero mất. Xảy đúng sướng này. Thôi cầm số máy chắc mình đi thẩm du nha. Thẩm du cho bắn lên kill nhìn cho nó đã mắt. Đấy con hero này. Anh em để con hero. Đấy hù. Chém hai phát chứ con zombie mà. Con hero cũng được tăng đam mà. Rồi em sẽ là này đi thủ thế này đi. Mình định được. Nó còn nó thay đạn hơi lâu ta. Ủa phải nếu thay đạn kịp ngon. Hỏng rồi. Đấy rồi. Em ra quay trở lại. Một kill. Ok nhá. Mình phải dùng cả lục ra anh em ạ. Chưa tăng đam nha, chưa tăng đam. Ui dồi ôi, xảy đây rồi. Có đam rồi anh em ơi, tăng đam rồi.
Ui chết luôn kìa. Khủng khiếp phách à trưởng. Ê có con đầu to đây nè. Ui xảy ra phê quá. Đá thật. Xảy một tí chết luôn mà. Ui diệt đấy các bạn. Không cần phải súng rác làm gì đâu. Anh em cứ cầm. Chỉ đơn giản là 6 đồng đôi thôi. Trời má. Bạn đã sướng. Đâu zombie đâu hết ở đây. Tôi chết rồi, nó đổi zom mà. Cái thế. Mình di chuyển vẫn lỗi lắm nhá. Này thì súng rác này. Di chuyển lỗi quá. Zombie nó thoát hết rồi. Đi luôn. Ê mình nhìn cái đầu to này. Má. Chưa tan đam ạ. Phải một hồi sau nó mới tăng, nó tự tăng nhé. Chắc là phải đợi đầy cái vạch này sao? Phải đợi đầy cái vạch này nó sẽ tự tăng lên. Phê quá, sướng tay thật. Không có gì bắn AI nhỉ. Rồi kìa bắn AI mãi. Chưa tăng đam nhỉ, chưa tăng đam nhỉ. Tăng đam lại, tăng đam rồi em ơi. Tăng rồi. Mình sẽ bắn nhá. Ôi, đam lên này. Ui, có chú quỷ này. Cay chưa? Má nè. 777 điểm. Chắc phải chơi những vũ khí cận chiến thì mình mới đua top được bọn này. Thôi nhưng mà nó hư thì cũng rát lắm. Nó hư này thì khó lên top. Hiệp cuối em ơi, chơi nó hiệp cuối. Hiệp cuối chắc mình cầm Diablo đi kìa. Hay đi săn. Ui giời. Mẹ ăn. Cày vách cái lì. Đổi vũ khí cuối các bạn. Vũ khí cuối đây. Crisona đi nhờ. Thử xem Crisona nào. Crisona là súng dòng DZ rồi. Còn đi siêu săn rồi đấy. Dòng siêu săn em như nào nhé. Đây đầu game thì sát thương đương nhiên là nó sẽ cao hơn súng máy rồi. 230 này. Ui 400 máu nhá. 400 máu anh em nhé. Vào đầu là 400 máu này. Ui không chết rồi. Tăng đam này. Ui chết chết. Tiếp hiểu sao cho mình. Toàn những cái đó là quan trọng thì vì nó cào cơ. Cái thế nhỉ. Non thật đấy. Ui so căn hư không luôn. Tao mới phát chết nhảm quá. Đùa cay vãi lìn ra. Nó vẫn chạy được kìa. Mày đừng dí thật đi chết. Này láo này non vũ khí giáp với chúng tôi nào vào đây mình cầm dao găm cận chiến luôn cày vách biểu đâu dám đâu để tăng sát thương em ơi tăng sát thương ủa hết bốn thời gian rồi cái gì. Ấy được tăng sát thương rồi này. Ui 570 em ạ. Được 570 máu. Mà trận này ít giòm ấy. Nên là nó cũng không tăng nhiều. Đấy tăng luôn này. Ui dồi ôi. Một chém chết luôn. Một chém chết luôn con zombie kìa. Đây mình hero một sao. À 2 sao em. 2 sao vừa được búp đam này. 2 sao búp đam này. Chắc là mình bất tử rồi. Đây thì ui 8.000 máu. Một chút cháy 8.000 máu.
Chắc này con hero 2 sao là cùng chứ nhỉ. Ui dồi ôi, bị giết. Ok, cảm ơn em đã theo dõi nhá. Mình sẽ thử nhiều hơn những loại vũ khí ngày xưa để xem là khi nào nó boost sức mạnh thì nó sẽ có một cái gọi là anh em sẽ có thay đổi góc nhìn về em súng này. Ok, cảm ơn anh em. Nhớ like của mình. Bye bye.